Chào các bác, chào anh em, sáng nay cho anh em mẫu Vietcat TV. Đây là một trong những thiết bị bù đầu giải mã vô cùng chất lượng cho anh em lựa chọn thời điểm đầu năm 2024. Đây là thiết bị mà bên em cũng đã giới thiệu rất nhiều video em Tùng làm về cái thiết bị này rồi. Một cái thiết bị mang đến cho anh em một cái âm thanh sắc nét nhất từ đường truyền tải cổng quang sang thiết bị âm thanh khác như là ghép lối với âm ly hay ghép lối với vang, hoặc thậm chí các thiết bị âm thanh của chúng ta không có cái đường cắm cổng quang trực tiếp, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng qua bộ đầu giải mã thông minh đến từ Vietcat TV. Và giá thành hiện tại thì bên cửa hàng em đã xả là 650.000 đồng, trong đó bên em sẽ tặng cho anh em một sợi dây cổng quang loại tốt và loại xịn nhất, có bọc dù cho anh em lọc những tín hiệu cực kỳ tốt cho anh em khi chúng ta sử dụng. Và anh em mua cái sợi dây này ngoài thị trường thôi thì anh em phải bỏ ra giá ít nhất từ hơn 100.000 rồi. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em lên sóng cho anh em đó là bộ đầu giải mã thông minh của Vietcat TV. Đây là phiên bản DA9 Plus để cho ra một tiếng chất lượng âm thanh tốt nhất, độ truyền tải âm thanh sắc nét đến được cái độ phân giải của em này chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả người khó tính khi chúng ta muốn trải nghiệm âm thanh trực tiếp qua đường cổng quang để âm thanh nhạc phát ra đạt độ hiệu quả cao. Ngay bây giờ thì cùng với em Tùng kiểm tra phiên bản Vietcat TV DA9 bên em bắt đầu về hàng nhé. Đây các bác này, hôm nay thì bên em mà về được rất nhiều lô hàng này phụ anh em khách hàng. Và những anh em mà đang có nhu cầu với cái phiên bản này, các bác liên hệ trực tiếp ngay bên em Tùng để nhận được hàng với mức giá khuyến mại đặc biệt nhất các bác nha. Đây là toàn bộ các linh phụ kiện bên trong. Khi các anh em mở mẫu DA9 ra và chúng ta sẽ kiểm tra, thứ nhất là dây cổng quang. Loại này thì là loại bình thường đi trong máy thôi, nhưng mà khi các anh em đã có cái loại xịn này rồi thì chúng ta hãy sử dụng cho em ngay bộ đầu cổng quang bọc dù 2m các anh nhá. Và nó rất là tiện ích cho anh em cũng như là âm thanh nó đạt độ hiệu quả cao nhất. Tiếp theo các linh phụ kiện như là pin 2 quả sẽ là sử dụng cho điều khiển remote. Và đây là mẫu sản phẩm chính hãng của Vietcat TV. So với những bộ đầu chuyển đổi hay bộ đầu giải mã thông thường trên thị trường thì bộ đầu giải mã thông minh của Vietcat TV nó nhiều tính năng hơn và chất lượng âm thanh nó đạt độ hiệu quả cao hơn nhiều các bạn. Bởi vì em cũng đã sử dụng qua rất nhiều các mẫu sản phẩm chuyển đổi rồi là bộ đầu giải mã của các hãng khác rồi, em nhận thấy là Vietcat TV họ làm về cái thiết bị nghe nhìn cực kỳ tốt. Nên là em hướng đến cho anh em người dùng sử dụng những cái trang thiết bị âm thanh vừa hiệu quả và vừa chuyên nghiệp. Đấy. Và các linh phụ kiện thì không thể thiếu như là dây trắng đỏ hai đầu để anh em có thể là chuyển đổi từ cổng quang xa cái đầu chuyển đổi AB như này. Thì anh em biết rằng là đa phần anh em sử dụng Omni, chúng ta không có cái đường cổng quang trực tiếp qua Omni thì chúng ta hãy được chuyển đổi cho em từ cổng quang ra đường AV nhá. Âm thanh sẽ lấy trực tiếp cổng quang ra AV cho anh em để anh em có một âm thanh sắc nét nhất từ TV truyền xuống. Tiếp theo nữa là bộ đầu chuyển giải mã của DA9 đây các bác, phiên bản màu đen này. Có đầy đủ các tính năng tiện ích ở trên này các bác nhá. Tích hợp tất cả tính năng tăng giảm âm lượng to bé này, chế độ Bluetooth, đường cổng quang, Quad-Cout, đường AUX, đường USB. Đấy, chúng ta chỉ cần trực tiếp chuyển cho em các cái đường tín hiệu đầu vào thôi. Chúng ta có thể chuyển qua Bluetooth, đường cổng quang, Quad-Cout, AUX, USB thoải mái. Và sau đó thì chúng ta sẽ ra hai đầu AV, hoặc là chúng ta sẽ ra trực tiếp qua cổng quang hay là các cái đường cổng trực tiếp qua cổng Quad-Cout, hoặc là chúng ta sẽ ra bắt kết nối với Bluetooth này, hoặc là sử dụng các cái đường dây trắng đỏ truyền thống thì anh em chuyển đổi từ cổng quang ra đường dây AV như thế này. Sản phẩm chính hãng của Vietcat TV thì sẽ có tem, đây là tem phát quang của nhà máy nhé, em cam kết đảm bảo cho anh em. Đây các bạn, anh em khách hàng sẽ là 100% chuẩn chính hãng. Và đây là cái đầu sạc DC 5V cho anh em cắm trực tiếp qua ủ sạc điện thoại hoặc là cắm trực tiếp trên TV có đầu USB, các bác cắm vào chơi cho em để chúng ta hoạt động và sử dụng. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em mang đến cho anh em sự lựa chọn vô cùng thông minh và hiệu quả với cái chiếc âm thanh vô cùng sắc nét, đó là mẫu đầu giải mã chính hãng của Vietcat TV phiên bản màu đen và màu xám trắng, bên em có đầy đủ cả màu cho anh em lựa chọn nhé. Và được tặng luôn cho anh em ở đầu xuân năm mới, không có nhiều nên bên cửa hàng em quyết định là tặng cho anh em một sợi dây cổng quang xịn. Và giá của em này thì dao động ở trên thị trường là hơn 100.000 đồng. Và bên em đã sẵn sàng tặng cho anh em khi mua bộ đầu giải mã thông minh của Vietcat TV 650.000 đồng. Anh em đang có nhu cầu với bộ đầu giải mã này liên hệ trực tiếp với em Tùng theo số đại bên dưới màn hình 0979629336 để có ngay cho mình mức giá hấp dẫn nhất với bộ đầu giải mã thông minh của Vietcat TV các bác nhá.